Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái lối mà tam giác vàng dấu chấm than ở một số cái cạc này. Ví dụ đây mình có cái cạc RX570 này, thì nó đang báo là dấu chấm than này. Rồi bây giờ mình sẽ fix bằng một cái phần mềm. Các bạn lên trên mạng các bạn kiếm từ nè, đây từ này. Hoặc là nếu mà các bạn có cạc khác thì các bạn cứ kiếm cái từ này thôi, từ đằng trước thôi, khỏi đây. Rồi mình các bạn đào này về, đào này về nha. Sau khi đào về mình có một cái file đây, mình đúp vô, mình mở lên rồi mình nhấn đúp nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn Z nha. Đợi một chút xíu nó sẽ lên một cái file như thế này. Mình nhấn OK. Bây giờ mình thử restart lại máy. Restart lại máy nha. Rồi, máy nó khởi động lên. Bây giờ mình thử kiểm tra nè. Như các bạn thấy ở trên này, hiện tượng dấu chấm than nè. Đó, nó đã hết rồi. Rồi, chúc các bạn thành công nhé.